Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu đêm tính phòng Hoàng Đô Đại Vực. Mời quý vị nghe tiếp buổi truyền Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Căn. Chương 944, lấy đèn trong lửa. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị trong cổ hoàng tinh ánh mắt vạn người hội tụ đến trên tế đàn thế khắc này hiển nhiên tòa tế đàn đã trở thành trung tâm của cuộc kịch biến từ xa nhìn lại toàn thân tế đàn cụ giác màu xanh đen làm cho người ta có một loại cảm giác tang thương càng có cảm giác nặng nề vô cùng nhìn tổng thể giống như được vớt ra từ trong thời gian bay ra từ chỗ sâu của mình giới mà trên đó ngoại trừ vô số đồ đằng ân ký phức tạp thứ hợp dẫn ánh mắt người ta nhất chính là nằm cỗ quan tài và điện thờ quan tài cổ xưa tràn ra đề ý vô tận bên trong là thi hài của các đời nhân hoàng đại biểu cho huyết mạch hoàng gia có thể ngược dòng đến huyền u cổ hoàng được thiên đạo của đại lục vọng cổ công nhận huyết mạch tôn quý của bọn họ đã là cực hạn của vọng cổ về phần điện thơ càng được kiến thiết cực kỳ cầu kỳ chất liệu rõ ràng là xương cốt của thần linh đây đương nhiên là nội tình của nhân tộc được nhân hoàng lấy ra làm năm điện thờ này lại bởi vì chất liệu phi phàm khiến cho khí thức của thần linh chúng năm điểm thơ đặc biệt rõ ràng. Trước mắt, khí thức này hội tụ trên huyền bài của điện thường trung kích hư vô, tiền địa cũng vì nó mà biến sắc. Tất cả như vậy, có thể nói là sao hoa tức cực điểm. Ngoại trừ hoàng gia, tu sĩ khác muốn đạt được thì cơ hội được không có khả năng. Mà thành thần thì cần phải đốt thần hỏa. Trong quá trình này, cần phải có nghi thức. Nhưng nghi thức cũng không phải là cố định. Mỗi một vị muốn thành thần đều không giống nhau. Như hứa thành, từng nhìn thấy hai cốt ngũ hành ở dưới thái sơ ly vũ trụ của ngánh Hoàng Châu là thứ nhất. Bố trí trong thời gian của thần tử xích mẫu ở tế Nguyệt đại vực là thứ hai. Còn có vị đại tư quyền của viêm nguyệt huyền thiên tộc dùng cách thay thế thần linh chi chu là ba. Mà tòa tế đàn siêu phàm cho cổ hoàng tinh này chính là nghi thức thanh thần mà nhân hoàng lựa chọn cho mình. Nhưng bất kỳ quan tài hay điện thờ hiển nhiên được không phải là trọng điểm của nghi thức chiếc đèn màu tím đặt ở chính giữa mới là trung tâm khí thức mà nó tản ra kinh thiên động địa đó là khí thức của tiên đây là vận khí của nhân tộc làm gió lấy dương của thần linh làm lò lấy khí thức tiền của cổ đăng làm lửa dùng thi hài cất đế nhân hoàng làm nhân liệu thiêu đốt tiền lẫn thần trình độ mênh mông của nó vượt qua toàn bộ nghi thức mà hứa thành đã từng chứng kiến đây hẳn là nghi thức hoàn chỉnh để nhân hoàng thành thần cho nên trong biển lửa tản ra những thân ảnh hình thành trong thần hỏa bản thân bọn đó cũng đều có trong một loại trạng thái huyền diệu khó giải thích không phải tiên tu cũng không phải là thần linh mà là giữa tiên và thần cho dù chỉ là hư ảo cô không có chiến lược hay tu vi cụ thể nhưng bọn nó lại có vị cách kinh người đủ để trên áp tu sĩ phàm là tu sĩ bước vào trong bên lửa trong quá trình giao chiến với thân ảnh đó trong bên chốc nồng độ dị chất kinh người trong cơ thể đã tăng lên một mức độ cao nhất hoặc là tiểu vòng, hoặc là biến thành một bộ phận của những thân ảnh. Nhưng hứa thành thì khác, hắn đã không thể xem như tù sĩ, cũng không phải thần linh. Hiện tại, hắn đang đi trên con đường mà trước đó chưa ai đi qua. Thân là người khai sáng ra con đường này, hắn có tù vi của tù sĩ, có quyền hành của thần linh, cũng có hồn ti của dị tiên. Thân thể của hắn cũng tương đương với thần linh chân chính. Lại thêm những thân ảnh trong biển lửa này, bị tử huyền thượng thanh đăng sinh ra cộng hưởng với hứa thanh đã chấn áp một phần cho nên bấy giờ hứa thanh giết vào trong biển lửa liên tiếp có tiếng nổ vang đình tả nhức óc khi thế bè gãy nghiền nát nhờ cơn bão quét ngang tất cả bất kể là đê kiếm trong tay hay cây bóng và cả thân đăng tất cả đều là một phần của cơn bão này những nơi quét qua đều bị chấn áp có thể thấy được thân đăng vừa hưng phấn thôn vệ hỏa diễm lại vừa cuốn về phía một đạo thân ảnh tựa như trong nhận thức của nó những thứ này đều là thức ăn Hòa diễm ăn rất ngon Mà thân lành có vị như kẹo phộng Tất nhiên cái bóng cũng không cam tụt lùi lại phía sau Nó nhảy vọt tạo thành vô số tàn ảnh trong hỏa diễm Nếu ghép những tàn ảnh đó lại với nhau Có thể phát hiện đó chính là một cái đại thủ Dưới cây có quan tài rủ xuống Mọc đầy những con mắt quỷ dị Mà thân ảnh hứa thành thì vô cùng sắc bén Vùng vẩy đế kiếm Dùng chuyển bát phương Trong lúc càn quét tất cả thế này Cảm giác đói khát sau khi cắn nuốt máu của tàn diện bị đè xuống dường như bị khí tức của thần hỏa này hấp dẫn lại dâng lên đói cảm giác này vừa xuất hiện hai mắt hứa thành hơi đỏ lên dứt khoát nhấc đế kiếm trong tay lên mặc kệ một thân ảnh đang tới gần trong khoảnh khắc thân ảnh đánh tới hắn vừa to miệng hấp một cái thân ảnh lập tức bị chấn động bị hứa thành hút vào trong miệng Khư tổ trong cơ thể hứa thành lập tức chấn động thân ảnh từ thần hỏa bị ăn nốt vào hóa thành hỏa vũ rời xuống như phân bón tầm bổ cho khư thổ đồng thời cũng khơi dậy cảm giác đói khát của hứa thanh lên tới một mức độ cao hơn mùi vị cũng được hứa thanh liếm môi thân thể trực tiếp lao tới một thân ảnh bị cái bóng bao phủ một lần nữa khẽ hấp ngay khi thân ảnh đầu biến mất cái bóng cũng sừng sốt một chút mà hứa thanh đã rời đi tiếp tục cắn nuốt mà thấy như vậy cái bóng cũng nóng lòng muốn thử trong vây chốc cả phân ảnh của cái bóng cũng nhảy lên biển lửa đều mở cái miệng lớn điên cuồng cắn nuốt về những thân ảnh thân đằng cũng rõ ràng sốt ruột tốc độ thôn vệ của nó càng nhanh hơn cứ như thế một màn khiến cho tu sĩ bên ngoài tê đàn hoàng sợ xuất hiện chẳng những các thân đành trong biển lửa đang nhanh chóng giảm bớt ngay cả bản thân hòa hải cũng ít đi một chút toàn bộ quá trình không đến một nén nhang mà lúc này trong hòa hải những thân đành biến mất toàn bộ thân đành cuối cùng dưới sự tranh đoạt của thần đằng và cái bóng trực tiếp tứ phần ngũ liệt dường như vì tranh đoạt lẫn nhau nên nảy sinh chút nóng này tâm tình cái bóng dao động tản ra tàn ảnh hội tụ bất ngờ hiện ra một cái đại thụ quỷ dị trong hòa hải tất cả con mắt đều mở ra về bất thiện và âm lãnh nhìn thần đằng mà thánh thiên thần đằng thân là hạt giống tinh không hiếm thấy khi thành thục có thể nốt cả thần linh đương nhiên nó sẽ không khiếp đảm hiện giờ tuy vẫn còn là ấu thể nhưng nhánh cây uốn lượn giống như long xa tràn ra khí thức đáng sợ về phía tiểu ảnh trên thân của nó hiện ra rất nhiều hoa văn thần bí không ngừng lập loè phía trên cũng huyễn hóa ra tinh không hư ảo cảm giác hung tàn mãnh liệt một màn này khiến trong lòng mọi người ở đây đều dâng lên dao động ở mức độ khác nhau thật sự là cây bóng và thần đằng bất cứ một thứ nào có thể nói là vô cùng quỷ dị nhưng loại hung tàn quỷ dị như thế sau khi hứa thành đi tới chính giữa thì bọn nó đều trở nên nhu thuận cây bóng lay động toàn bộ con mắt đều đang mở to tựa hồ còn có một chút cảm giác làm vui một bộ nhu thuận bên phía thần đăng thì càng là uốn lượt vườn quanh bên người hứa thành vẻ lấy lòng đặc biệt rõ ràng cảnh tượng như thế tạo nên cảm giác chấn động mãnh liệt trong cảnh đó là hứa thành tóc dài tung bay gương mặt tuấn mỹ tuyệt luân khi thế không gì sánh được bên cạnh có tiểu ảnh đáng yêu thần đăng nhu thuận không ít tu sĩ nhân tộc nhìn thấy cảnh đó đều mang theo bản năng hít vào một hơi thật sâu thân là tu sĩ vọng cổ trong sinh mệnh của bọn họ không thiếu chuyện sinh tử chém giết cho nên có rất nhiều việc rõ ràng có thể khiến cho kẻ hung tàn biến thành ngoan ngoãn vậy phải làm thế nào phải càng hung tàn hơn so với chính chúng nó biểu hiện này có chút không giống với biểu hiện lúc trước hứa thành ở nhân tộc sau khi hứa thành vào hoàng đô mặc dù cũng phách lối như chém giết thất hoàng tử nhưng sự hung tàn của hắn lại không lộ ra quá mức nhưng bây giờ mọi người đã cảm giác được điểm ấy vì thế ánh mắt nhìn về hứa thành càng thêm kính sợ vẻ mặt cũng càng thêm ngưng trọng mà bấy giờ hứa thành căn bản cô không chú ý tới tâm tư của mọi người sau khi đi đến giữa cái bóng và thần đằng thì hắn nhìn về tế đàn phía trước bên ngoài tế đàn có ngọn lửa kim sắc quả diễm đang cháy dữ dội nơi này đã xem như trung tâm của hỏa hải nhiệt độ cao kinh tâm động vách mà thứ tầm bồ trong ngọn lửa đó chính là những thi hài trong năm cỗ quan tài thế là kim sắc quả diễm này giống như vách ngăn ngăn cản con đường tiến vào mà xuyên qua ngọn lửa hứa thành có chỉ nhìn thấy vết dạn của từ huyền thượng thanh đăng càng nhiều hơn một chút so với trước đó dường như sẽ không kiên trì được bao lâu nữa tinh quang trong mắt hứa thành lóe lên thân thể của hắn bay thẳng đến kìm sắc hòa diễm trên tế đàn nhưng chỉ khoảnh khắc thôi theo tiếng hòa diễm đổ vang hứa thành đột nhiên phải lùi lại toàn thân của hắn đều đang bốc cháy da thịt bên ngoài đã khô héo huyết nhục bè bét cho dù là với năng lực của hắn phối hợp với thân thể thần linh thì cũng không thể tiến vào bên trong ngọn lửa này. Nhưng dĩ nhiên, hứa thành sẽ không hề từ bỏ. Hắn cố nén cơn đau nhức kịch liệt mà giơ tay lên. Thần thông nổ vang, thần quyền hạ xuống, chấn áp ngọn lửa trước mặt. Nhưng sau hơn 10 nhịp thở, tất cả vẫn như thường. Lửa này không thể bị nách động. Sọc mặt hứa thành âm trầm, khi tức đế kiếm tản mát ra, một kiếm chém xuống. Thiên điện nổ vang, một đạo kiếm ảnh to lớn huyễn hóa ra trên trời cao, chạm đến ngọn lửa trên tế đàn ngọn lửa này dừng lại mặc dù xuất hiện một lỗ hỏng nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo ngọn lửa lại tăng vọt khiến kiếm khí tiêu tán không cách nào phá vỡ ư hứa thành lẩm bẩm nhìn chiếc đèn trong ngọn lửa lại có thêm vài vết nứt trong lòng quán nổ nóng sau khi nhìn thấy nghi thức thành thần mấy lần hứa thanh hiểu được loại nghi thức này bình thường trừ khi là có sức mạnh mênh mông vượt ra bản thân nghi thức mới có thể trực tiếp phá hủy nó hoặc muốn cắt ngang nghi thức cũng có thể dùng một vài phương pháp thù dào. vì vậy trong mắt hứa thành lộ ra một tiếng điên cuồng truyền tâm điểm cho cái bóng và thần đằng cái bóng hơi dò dự nhưng thần đằng không chút do dự nó đột nhiên lao thẳng tiếng ngọn lửa kim sắc hỏa diễm sau khi đến thì toàn lực cắn nuốt lửa cắn nuốt cùng lồ hình thành giận dắt khiến cho hỏa diễm nghiêng về phía thần đằng như nước chảy vì vậy hỏa diễm phía hứa thành cũng bỏng đi một ít nhưng cái giá phải trả là bản thân thần đằng cũng bắt đầu bị thiêu đốt xuất hiện dấu hiệu khô éo hiển nhiên không kiên trì được quá lâu Mặt thấy như thế cái bóng cũng không thèm đếm xỉa tiếp theo lại nhào tới mặc cho kim sắc hỏa diễm đốt cháy thế nào cũng đều hóa thành một tấm màn che màu đen bỗng nhiên dán vào một chỗ hỏa diễm mỏng manh đối diện hứa thành thời khắc phủ xuống cái bóng kêu rên thảm thiết đau đớn kịch liệt khiến tấm màn của cái bóng cũng phải vặn vẹo nhưng nó không dám rời đi chỉ có thể cưỡng ép chịu đựng càng thêm quyết tâm bỗng nhiên ở giữa vỡ ra tạo thành một cái khe chia lìa hỏa diễm thân thể hứa thanh ầm ầm lao ra với tốc độ cực nhanh một đường phá vỡ hư vô hóa thành một đạo tàn ảnh chẳng mấy chốc cây bóng sắc không kiên trì nổi hắn đã tới gần khe hở tay phải quỷ u hóa trở nên hơi mờ xuyên qua khe hở của cây bóng thò vào trong ngọn lửa toàn lực chụp về phía từ huyền thượng thanh đăng chương chín năm bước đầu tiên hoàn thành sau khi tay phải của hứa thanh quỷ u hóa trồng suốt thì bên trong đã có năm giọt máu tươi hợp thành một đồ án ngũ giác. Mặc dù quỷ u hóa, cô không cách nào ẩn nấp năm giọt máu này. Có thể thấy được năm giọt máu này phi phàm. Mà bên trong tế đàn một khắc tê phải hứa thành chụp tới từ huyền thực thành đàn chấn động mạnh tự hành bay lên không mắt thấy sẽ bay lên chỗ hứa thành. Nhưng vào lúc này năm cỗ quan tài bốn phía đột nhiên chấn động một cái tràn ra khí tức quyết mạch hoàng ra giao hòa cùng với hỏa diễm hóa thành một đầu đại thủ màu vàng hùng hằng chảo về phía tử huyền thượng thanh tăng trên không đồng thời còn có từng trận gào thét không giống tiếng người truyền bên trong quan tài ra nắp quan tài đã chấn động giống như muốn bị sốc lên Câu chồng khoảnh khắc lực lượng hỏa diệm khác ở chỗ này càng bộc phát kịch liệt nhiệt độ cao kinh khủng cùng với khí thức đủ để chân áp linh hồn thần linh khiến cho cánh tay phải của hứa thanh quỷ u hóa biến thành hơi mờ lập tức bị thiêu đốt đại huyền tiền giáp cùng với thân thể thần linh dưới nhiệt độ này căn bản là khó có thể thừa nhận trong khoảnh khắc này tay phải của hắn mắt thường có thể thấy được sắp trở thành cho bụi duy trì có thần quyền trong cơ thể nhưng chỉ kiên trì được một lát nhưng lại không thể thay đổi quá trình tay phải bị toái diệt mà thấy tay phải sẽ toái diệt giống như thiêu thần lao vào lửa nhưng hớt thành không dừng lại chút nào cũng chưa từng chậm lại nửa điểm năm giọt máu tươi bên trong cánh tay tàn phá bị hắn kích phát ra khi hỏa diễm thiêu đốt đến bỗng nhiên năm giọt máu tươi phóng về phía năm cỗ quan tài trên tế đàn một cỗ dao động huyết mạch hoàng gia càng thêm tinh thuần càng thêm cổ xưa bộc phát ra ở bên trong năm giọt máu tạo thành chấn áp huyết mạch thoáng chốc khi tức quan tài tạo thành đại thù màu vàng cũng không thể ngăn trở bị năm giọt máu tươi xuyên qua sau đó rơi vào bên trên các quan tài trong khoảnh khắc hạ xuống năm quan tài không ngừng chấn động đột nhiên ngừng lại trong đó gào thét cũng đều biến mất đã ăn tính lại đồng thời khí thức của chúng nó tạo thành đại thủ màu vàng đã bất động ở trên không trung về phần hứa thành thì lúc này tay phải đã toái diệt hơn phân nửa bắt được tử huyền thượng thanh đang bay tới kéo mạnh một cái ra phía bên ngoài chiếc đèn này rốt cuộc bay ra khỏi khe hở một khắc ly khai tế đàn lần nữa xuất hiện năm cái quan tài chấn động tiếng gầm cũng như vậy khí thức không cam lòng vô tận mãnh liệt tức cực điểm nhưng năm giọt máu tươi rơi vào phía trên chúng lại lấp lánh một lần nữa chấn áp Cùng lúc đó, tay phải của hứa thành có biến thành cho bụi. nhưng cánh tay trái nâng lên bắt lấy chiếc đèn vừa lấy ra, thân thể rút lui nhanh chóng. Tất cả nói ra thì dài dòng, nhưng trên thực tế, từ khi hứa thành biêu lợi nhảy vào trong ngọn lửa, đến khi lấy ra, thì đều là phát sinh trong điện quang hòa thành. Cái bóng cuối cùng cũng không thể chống đỡ, nhanh chóng ảm đạm, tàn vỡ, hóa thành vô số tàn ảnh tứ tán. Mà thần đằng cũng là đến cực hạn của bản thân, heo rũ hơn phân nửa, phải rút lui vì vậy lực lượng khiến dẫn tiêu tán hòa diễm lại từ trạng thái hơi nghiêng lập tức khôi phục mà gào thét cuồng bạo hơn từ trong ngọn lửa ở bên trong đóng quan tài truyền ra thậm chí bản thân quan tài cũng đã lấy động kịch liệt xuất hiện khe hở một cỗ dao động không ổn định dâng lên trên tế đàn mất đi ngọn đèn quan trọng chẳng khác gì là mất đi tiền dung nhập mà ngay lúc này khi thức thần linh cuồng bạo cũng chưa đủ trung hòa vì vậy trận nghi thức này dĩ nhiên đã xuất hiện cắn trạng uy áp kinh khủng càng phát ra mãnh liệt trong ngọn lửa trang cảnh này thấp nhất hoàng tử đứng xem mà cười to quân thần đứng xem thì trầm mặc vì lão thái giám kia thì phát ra âm thanh thê lương mà vào lúc này hứa thành bất chấp giữa lúc thần nành quán bay nhanh đã thu từ huyền tự thanh đăng tràn ngập khẽ hở vào đồng thời cánh tay phải mất đi dưới thân thể thần linh đặc thù từng trận đau nhức kịch liệt do khuất nhục bị xé rách đã mọc lại mặc dù cảm giác suy yếu khó tránh khỏi nhưng cuối cùng trong lòng của hắn nhẹ nhàng thở ra trong đầu hiện ra phương pháp mấy tháng trước mà tử huyền thương nghị cùng với mình để lấy cây đèn này bên trong thượng linh phủ phương pháp này là mạch suy nghĩ tử huyền đưa ra hoàn thiện cùng với hứa thành tử huyền cảm ứng cây đèn rất chuẩn xác nhất là mấy năm nay hứa thanh ly khai hoàng đô tử huyền nhìn như bế quan nhưng trên thực tế nàng đã dùng rất nhiều bí pháp lấy được nhiều tiền thức năm giọt máu tươi đúng là bản nguyên huyết của tử huyền cũng là chuẩn bị chuyên dành cho năm cái quan tài nhưng thời gian trần áp quan tài rất ngắn như thế cũng đủ cho quá trình lấy đèn thuận lợi hơn một ít đồng thời bọn họ vẫn thương nghị trình tự khác thế nhưng hỏa diễm thành thần khiến cho quá nhiều phương pháp cũng mất đi tác dụng vì vậy hứa thành chỉ có thể bắt buộc mạo hiểm thế nhưng vào lúc này hứa thành sau khi cầm lại từ huyền thượng thanh đăng trong lòng của theo bản năng bay lên một chút cảm giác kỳ dị nhìn như là bắt buộc mạo hiểm nhưng quá trình này tựa như quá thật lội rồi Hứa thành nhau hãy mắt lại Thu hồi cây bóng của với thần đằng Tiếp tục lui ra sau Sau khi hứa thành lui ra Trên tế đàn ngọn đèn mất đi Tiếng gầm gừ dựng lên ngập trời Trong thoáng chốc quan tài tàn vỡ Nhưng không đợi trong đó có thân đành tiếng hải lao ra Thì kim sắc hòa diễm vườn quanh tế đàn Đã liền đảo cuốn mãnh liệt Cắn trả xuất hiện Trong đó nhiệt độ cao bộc phát Trong tiếng nổ vang quét ngang tất cả bên trong nằm cái quan tài đứng mũi chịu sao dưới thần hòa cắn trả ngay lập tức trở thành cho bụi thi hài trong đó cũng như vậy ngay cả bản thân tế đàn cũng là như thế tất cả dưới kim sắc hỏa diễm cắn trả đều trở thành cho bụi mà lúc này kim sắc hỏa diễm đã không còn bồi dưỡng dần dần tiêu tán sau đó thì dập tắt khi tức thành thần tràn gặp bát vương đất tàn đi thiên địa khôi phục như thường nghi thức thành thần của nhân hoàng bị cắt đứt do đó thất bại tiếng cười của thập nhất hoàng tử truyền ra khắp bát phương trong đó ẩn chứa cảm giác thoải mái cực kỳ mãnh liệt sau đó nhìn về nhân hoàng thời khắc này trong lòng quần thần nhân tộc trong ngoài cổ hoàng tinh cũng đều phức tạp nhưng hoặc ít hoặc nhiều cũng nhẹ nhàng thở ra chẳng qua là lo âu đối với tương lai lại không nhịn được mà không ngừng sinh ra trong lòng nhưng chẳng mấy chốc tiếng cười của thập nhất hoàng tử đột nhiên dừng lại một cỗ cảm giác bất an bay lên trong nội tâm bởi vì gã không thấy có chút gợn sóng nào ở trên mặt nhân hoàng lúc này nhân hoàng trên người vẫn tồn tại hơn phân nửa xích sát không đất gãy sau khi thấy nghi thức thành thần của chính mình thất bại thì thần tình lại vẫn cứ bình tĩnh trong lòng của thất nhất hoàng tử càng phát ra bất an mãnh liệt vừa muốn mở miệng nhưng ngay bấy giờ thần hỏa đốt cháy tế đàn của vị thi hài tạo thành cho bụi lao thẳng đến nhân hoàng thành từng nhóm từng đoàn trong khoảnh khắc đã đến phía trước nhân hoàng những đám cho bụi này dưới nhân hoàng khẽ hấp đồng loạt rơi vào trong miệng bị ông ta nuốt xuống không trung nổ vang đại địa chấn động cổ hoàng tinh cũng đều chấn động vận khí bốc lên kịch liệt tức cực điểm một cỗ khí tức thành thần so với trước lại mạnh mẽ hơn vô số lần một lần nữa bộc phát từ trạng thái tiêu tán thế nhưng lần bộc phát này ngọn nguồn không còn là tế đàn đã trở thành cho bụi mà là toàn bộ cổ hoàng tinh cổ hoàng tinh lại đang thiểu đốt kiểm soát quả diễm nồng độc quá nhiều so về trước thậm chí trình độ căn bản là không thể so sánh lấy cổ hoàng tinh làm hạch tâm âm ầm thiêu đốt toàn bộ hoàng đô đều chấn động toàn bộ hoàng đô đại vực đều dung chuyển thật sự là lúc này nghi thức thành thần lần nữa xuất hiện quá mức khủng bố tất cả làm cho nhân tộc quần thần trong ngoài cổ hoàng tinh trong lòng mỗi người đều biến hóa mà làm cho tâm thần của mọi người bốc lên lớn nhất là trấn viêm vương đang giao chiến cùng với lão thái giám kia hai vị một mực chém giết sinh tử thì lúc này mỗi người lại rút lui chấn viêm vương đi tới bên người thấp nhất hoàng tử sắc mặt như thường mà lão thái giám thì về với nhân hoàng đứng ở sau lưng cung kính mở miệng chúc mừng bước đầu tiên nghi thức thành thần của bệ hạ cuối cùng thuận lợi hoàn thành lời này vừa nói ra bát phương nghẹn họng thời khắc này tất cả mọi người đã minh bạch ngôn từ cùng với cử động của lão thái giám lúc trước ý đồ ngăn cản hứa thành hiển nhiên chẳng qua là một hồi diễn trò mà thôi. Mấu chốt của vở tuồng này chính là nghi thức thanh thần bị hứa thanh diệt đi. Mà hiện giờ toàn bộ cổ hoàng tinh bộc phát, dĩ nhiên nói rõ, thế đàn ngụ giác toái diệt. Chẳng những là trong kế hoạch của nhân hoàng, đồng thời còn là một bộ phận chính thức trong nghi thức thanh thần. Hứa thành nhèo hai mắt lại, lục trước khắn ra tay nhìn như mạo hiểm, nhưng trên thực tế, hát một mực có một loại cảm giác, việc này quá thuận lợi rồi. Hiện giờ nhìn tới, cảm giác của hắn không sai, nhưng không ảnh hưởng đến quyết định của hắn. Chuyện này hắn không tham dự, cũng không bình phán. Cầm từ huyền thượng thanh đăng đã đủ rồi. Hứa thanh lui ra phía sau, dứt khoát khoanh chân ngồi xuống. Mà xích sắt trên người nhân hoàng vẫn còn tiếp tục đứt gãy. Qua nét mặt của ông ta, vẫn nhìn không ra bất luận gợn sóng gì. Chẳng qua là vẻ bình tĩnh nhìn thập nhất hoàng tử đang sắc mặt đại biến, lạnh nhạt mở miệng nói. Còn gì nữa không? thập nhất hoàng tử tái nhợt nhìn qua tất cả trong mắt lộ ra vẻ âm trầm chấn viêm vương ở bên cạnh khàn giọng nói ninh sương không cần biểu lộ như vậy việc này vốn là trong phạm vi dữ liệu của chúng ta thập nhất hoàng tử nghe vậy tất cả dị thường trên mặt biến mất nở nụ cười tuy là trong phạm vi dự kiến nhưng ta còn thật sự hy vọng sẽ không xuất hiện tình huống như vậy thế nhưng dù sao cũng là nhân hoàng tâm tình ta cố ý dao động nhưng từ đầu đến cuối Hắn lại đều rất bình tĩnh Quả là không thú vị Thế nhưng cho tới bây giờ Ta cũng không cần biểu lộ tâm tình nữa Thập nhất hoàng tử tiếc nuối mở miệng cúi đầu về phía nhân hoàng Hụ hoàng Người muốn xem chuẩn bị của ta Như vậy thì cứ xem tiếp đi Lời vừa nói xong Bỗng nhiên ninh viêm giơ tay Vỗ chán bộ cái Trực tiếp phun ra một ngụm máu lớn Đồng thời phất tay 11 cái bình nhỏ vỡ vụn Về trong rõ ràng ẩn chứa máu tươi phối hợp cùng với máu của gã phun ra, tổng cộng có 12 đoàn. Sau khi xuất hiện, dao động huyết mạch hoàng gia trong 12 đoàn máu huyết này phóng lên trời. Huyết dịch vừa ra, đạo hoàng tử lui ra phía sau đến biên giới thiên đàn. Tứ hoàng tử, ngũ hoàng tử, cùng với thập hoàng tử, sắc mặt mọi người đều biến hóa. Bọn họ cảm nhận được máu tươi của mình ở bên trong huyết đoàn. Không chỉ có bọn họ như thế, thời khắc này những hoàng tử và hoàng nữ không được tiến vào cổ hoàng tinh cũng đều có cảm ứng cùng loại. Đây là máu huyết những năm này ta âm thầm thu thập của tất cả các huynh đệ tỉ muội cũng kể cả chính mình. Thập nhất hoàng tử nhẹ giọng mở miệng. Hôm nay, lấy máu huyết có nối dõi của nhân hoàng, mở đường nối vận khí, tránh đại trận nhân tộc, đi vòng quanh cổ hoàng tinh, tạo thiên địa chi môn. Hai tay thập nhất hoàng tử bấm niệm pháp quyết, vùng lên mãnh liệt, thực khắc hai đoàn máu huyết toàn bộ lăng không ra, giữa không trung cổ hoàng tinh, tạo thành một cái vòng xoáy huyết sắc cực lớn âm thanh ầm ầm đình tài những óc vang dội bên trong vòng xoáy bất ngờ tràn rất lực lượng khiển dẫn giống như đã thông một lối đi vậy có khí tức khủng bố đáp xuống từ trong đó chương 946 bốn tôn thôn thiên thôn thiên tộc không tính là cường tộc ở bên trong vọng cổ đại lục chỉ có thể nói là một tộc quần ở tầng thứ hai so với tộc liệt vị tầng thứ nhất thôn thiên tộc kém nội tình cũng kém vận khí càng không có thần linh cho nên muốn cho tộc quần này trở thành cường tộc của vòng cổ đại lục thì bọn họ cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa tra cái đại giới nhiều hơn nữa mà chỗ thôn thiên đại vực này cách khoảng đồ đại vực nhân tộc rất xa xôi qua cách lộ trình cho dù là tu sĩ quy hư thì cũng phải phi hành cả vài chục năm vì vậy cũng không có bất luận chiến tranh gì cùng với nhân tộc nhân tộc này không cam lòng như vậy nhất là giữa một thế hệ thôn thiên hoàng hung tai đại lượng tộc này đã đạt tới đỉnh phong trong lịch sử thậm chí vị thôn thiên hoàng kia không biết lấy phương thức gì đột phá cực hạn uẩn thần đã thành vị chúa tể thứ nhất của tộc này kể từ thời đại huyền u của hoàng đến nay thực lực như vậy làm cho thôn thiên tộc nổi lên dã tâm bọn họ cần một tộc quần thích hợp nhất để gia tăng nội tình cùng với vận khí của bản thân từ đó thu hoạch được tư cách tế tự thần linh tiến tới có được khả năng trở thành cường tộc nhân tộc với tư cách đã từng là cường tộc đối với thôn thiên tộc mà nói là mục tiêu hoàn mỹ nhất suy cho cùng thì bàn về nội tình nhân tộc tất nhiên là đầy đủ mà vận khí hơn nữa cũng là như vậy nhưng mà mặc dù nhân tộc không còn là cường tộc nhưng có chấp kiếm đại đế tồn tại cũng có thể chấn nhiếp bát vương khác các thời kỳ nhân hoàng đều là chúa tể cũng làm cho bọn đạo trích thu hồi lòng tham vì vậy nếu muốn săn bắn nhân tộc trong phán đoán của vị thôn thiên hoàng này cần phải ẩn nấp mục đích cần chú ý cẩn thận càng cần hơn nữa là chờ đợi cơ hội nhiều năm trước cơ hội đã tới thế nhưng vẫn không được buông lỏng cho đến hôm nay các chờ được một lời hứa hẹn lúc này ngoài hoàng cung của thôn thiên tộc trên quảng trường cực lớn đứng vững bốn tôn thân ảnh mênh mông bốn thân ảnh đều thân cao trăm trượng khuôn mặt bất đồng với nhân tộc chỉ có một con mắt và lại mọc ở mi tâm làn da xanh đen và thô giáp đồng thời lại ẩn chứa lực lượng nhục thể kinh người bọn họ khoác chiến giáp đứng ở khí thế vô biên khiến cho thiên địa biến sắc gió dục mây vần từng vị hai vai đỉnh đầu bên ngoài hay trong thân thể đều có ít nhất bảy cái thế giới hơn nữa có hai người là cửu giới bốn vị này đều là tu sĩ uẩn thần cao dài bọn họ là bốn thiên vương mạnh nhất của thôn thiên tộc thuộc về lực lượng đỉnh phong quý giá nhất ở trong thôn tiên tộc. Bấy giờ, ở trên quảng trường, bọn họ từng kẻ trầm mặc không nói, ngóng nhìn một thân ảnh càng thêm mênh mông, đang đứng sừng sững ở phía trước khoảng cung. Đó là hoàng của bọn họ. Thân ảnh này cao lớn cứ ngàn trường, toàn thân khí thế như cầu vồng, tản mát ra khí tức như thần linh chính thức. Cả đứng ở đó, ngẩng đầu nhìn man trời giống như đang lắng nghe. Toàn bộ quảng trường hoàn toàn yên tĩnh cho đến một lát sau theo công trùng nổ vang một đạo tia chớp huyết sắc xoẹt qua tạo thành một vụ văn cực lớn bao trùm cả bạn dặm trên thiên mạc giữa lúc vụ văn lấp lánh huyết sắc lan tràn cuối cùng hóa thành một vòng xoáy khổng lồ đang khi âm âm chuyển động thì từng trận lực lượng khiến dẫn tràn ra từ bên trong bao phủ hoàng cung thôn thiên tộc nhưng bốn vị thiên vương ở trên quảng trường vẫn không nhúc nhích cho đến khi trong vô số tia chớp huyết sắc ở đằng kia có một đạo lôi đỉnh màu bạc vạch phá thiên tề lao thẳng đến thân đành ngàn trường sau khi dung nhập vào mi tâm thì vị hoàng của thôn thiên tộc này mới thở khẽ khi tức phá vỡ hư vô toái diệt một mảnh hư không bọn họ đồng ý rồi Chưa vì vì tương lai tộc quần mời các người đi một chuyến đến nhân tộc thôn thiên hoàng bình tĩnh mở miệng trước quảng trường bốn vị thiên vương trên ý trên người bốc lên không có người nói chuyện mỗi người nhoáng một cái hóa thành bốn đạo cầu vồng giống như có thể xé rách thiên địa bắn thẳng đến phía trên vòng xoáy huyết sắc rất nhanh bốn đạo thân ảnh biến mất trong vòng xoáy lục dao động truyền tống khuấy tán ra thiên địa vị thôn thiên hoàng kia vẫn nhìn qua thiên mạc huyết sắc nhẹ giọng lầm bầm chỉ cần bọn họ cho đầy đủ hứa hẹn dù cơ hội này trở thành một cây đào trước tiên phải đầm nó trước nhưng điều đó có thể chấp nhận được suy cho cùng là bọn họ hứa hẹn Thôi thiên hoàng cười cười, ánh mắt vẫn rơi ở bên trên thiên mạc, giống như có thể xuyên qua mây mù, nhìn xa và xa hơn nữa. Cùng lúc đó, ở hoàng đô đại vực nhân tộc, bên trên cổ hoàng tinh, theo thập nhất hoàng tử trước mặt hai đoàn huyết sắc bay lên không, vòng xoáy huyết sắc trên thiên mạc nhanh chóng chuyển động, thành thế to lớn, đồng thời ký tức dị tộc đã ở bên trong bộc phát ra. Ký tức này làm cho tất cả mọi người cảm thấy xa lạ, mà trong đó lại ẩn chứa sự khủng bố và cường hãn cũng làm cho tất cả mọi người phải cảnh giác đồng loạt tâm thần chấn động trong thoáng chốc sau đó một tồn thân đành cao trăm trượng mặc áo giáp từ bên trong vòng xoáy bên trong sông ra theo tiếng đồ vang quanh quần thân ảnh ấy trực tiếp phá vỡ thiên địa xuất hiện ở bên trên cổ hoàng tinh ngay khi phủ xuống càn khôn chấn động vận khí của nhân tộc cũng bốc lên kịch liệt mà con mắt trên bi tâm của cự nhân trăm trượng đảo qua bát vương Khóe miệng cong lên lộ ra hàm răng vòng xoay huyết sắc ở bên trong tiếp tục nổ vang đạo thân đành thứ hai đạo thứ ba cho đến đạo thân đành thứ tư đồng thời hạ xuống mỗi người đều cao lớn trăm trượng toàn thân đều vận áo giáp đều là khí thức khung thần kinh tiên động địa bọn họ chính là tứ đại thiên vương của thôn tiên tộc vô số âm thanh hít sâu khó có thể khắc chế khuếch tán ra bên ngoài của cổ hoàng tinh đây là tộc quân gì quân thần Cừu giới cho dù mọi người ở bên trong cổ hoàng tinh cũng là bốc lên gợn sóng mặc dù nhân hoàng thành thần nhưng sau cái dị tộc xuất hiện cũng không trọng yếu Tương đạo khí tức bộc phát oanh mình tập trung người đến ánh mắt lão thái giám sau lưng nhân hoàng ngay lập tức sắc bén tức cực điểm mà thập nhất hoàng tử thì lúc này thành âm quanh quần. người đến tuân theo ước định chém giết nhân hoàng Bốn vị thiên vương thôn tiên tộc này nghe vậy Không do dự chút nào Bọn họ tới đây đã có quyết tâm từ trước Lúc này tu vi của mỗi người vận chuyển Ký tức kinh thiền Cất bước về phía nhân hoàng Đang bị xích sắt buộc chặt Mà sắc mặt của lão thái giám âm trầm Nhanh chóng lao ra ý đồ ngăn trở Đồng thời không ít thiên vương Ở bên người hứa thành cũng đều phóng lên trời Chẳng mấy chốc Âm thanh đổ vàng ở bên trên thiên mạc của hoàng tinh Vang vọng cả khắp không gian sau đó không trung mơ hồ hung hiểm chống đốc kịch liệt và lại chẳng những những thiên vương này giao thủ làm cho hư vô hỗn loạn đánh nát thời gian khiến cho khí tức thanh thần của cổ hoàng tinh đang dâng lên cũng nổi lên sóng gió sắc mặt của hứa thanh gương trọng chuyện đã đến nước này không phải là vấn đề về trong nhân tộc mà là dị tộc dầm lấn ngay sau đó không trung chấn động thân sắc của thập nhất hoàng tử lúc này nhìn qua nhân hoàng rõ ràng vẫn là vẻ bình tĩnh lấy ra một vật cười mở miệng nói Phụ hoàng <laughs> Có lẽ ngươi nhận ra thự quang chi dương này chứ Nghĩ đến cũng là hiểu rõ Nó ở chỗ ta Trong tay của gã cầm một vật Đúng là quả thự quang chi dương năm đó bị mất trộm Ta rất muốn biết Ngươi đã biết ta cầm đi thự quang chi dương Nhưng vậy hôm nay Lại có chuẩn bị gì để đối phó Trong mắt của thập nhất quang tử Hiện lên một vòng tàn nhẫn giơ tay vùng lên Bỗng nhiên ném tự quang chi dương trong tay Về phía chỗ sâu trong cổ hoàng tinh Thự quang chi dương lập tức tràn ra ánh sáng chói mắt mãnh liệt giống như một thái dương âm ầm bộc phát chương 947 ra trường gần như khi thự quang trì dương bị thấp nhất hoàng tử lấy ra thì hứa thành đã nhanh chóng rút lui hơn nữa lúc đưa tay ra đã lấy ra đế thi mặc dù nhị nghiêu không có ở đây cần hai người cùng nhau mới có thể điều khiển được đế thi và hứa thanh một mình thì khó có thể chấn động được nhưng dung nhập vào trong đó để phòng hộ thì tự nhiên là cũng được Còn sự tình lần này Thực sự hứa thành không nói cho nhị nghiêu biết Hắn biết rõ Việc này liên quan đến nhân hoàng Liên quan đến tử thanh thái tử Vụ nước này quá sâu Có một số việc tính cách của hắn đúng là vẫn chọn đối mặt Mà đối mặt với thự quang tri dương bộc phát thế nào Hứa thành lại có kinh nghiệm rồi Hắn cũng nhìn ra một ít manh mối Thự quang tri dương này Mặc dù cùng nguyên lý với thái dương viễn cổ cùng loại Nhưng vẫn có chi tiết không giống chuẩn xác mà nói hắn đã từng có một quả là hỗn hợp của thái dương viễn cổ và huyết nhục của xích mẫu dựa vào chính sự không ổn định bên trong do đó đạt được uy thế khủng bố kinh thiên mà thự quang trì dương của nhân tộc thì lại không phải là như vậy nó là một cỗ lực lượng ổn định tuy nói làm ra không nhiều nhưng dưới hệ thống nhân tộc nó vẫn có thể tự động hình thành cũng chỉ có như thế mới có thể cũng coi là vực bào của nhân tộc đương nhiên điều kiện tiên quyết là đủ tài liệu vì vậy một quả tự quang trì dương bộc phát tạo thành quang bằng chói mắt cho người ta cảm giác không phải kinh hoàng mà là húc nhật như sơ dương xé rách đêm tối trong khoảnh khắc này như thiêu đốt thế giới âm u lăng không dựng lên Được quang minh mang cho thiên địa chấn áp tất cả hắc ám thế nhưng sau khi nó nằm trong tay của thấp nhất hoàng tử sau khi bị nhân tộc định nghĩa là một phương hắc ám thì đã trở thành cổ hoàng tinh vì vậy trong thoáng chốc theo vô tận ánh sáng và nhiệt độ giống như phong bạo như sóng giữ mênh mông khuếch tán về bát phương toàn bộ cổ hoàng tinh chấn động mạnh mẽ giống như thật sự có một vòng thái dương bay lên từ bên trong cổ hoàng tinh thậm chí muốn lấy cổ hoàng tinh trở thành thái dương chính thức ở bên trong vọng cổ mà dưới uy lực ở khoảng cách gần như vậy thần hòa ở trên cổ hoàng tinh trong nghi thức thành thần tạo thành cũng đều lay động kịch liệt dao động kinh khủng khi thức hủy diệt đạo hóa tình tận thế đáp xuống thế gian bên trong cổ hoàng tinh tất cả tu sĩ nhân tộc biến sắc nguy cơ sinh tử bộc phát ở bên trong tâm thần cảm giác hoàng sợ mãnh liệt tràn ngập thâm tâm duy chỉ có bốn vị thiên vương thôn tiên tộc đang giao chiến cùng với thiên vương nhân tộc ở giữa không trung ánh mắt của bọn họ không có bất cứ biến hóa nào từ một khắc bước vào vòng xoáy huyết sắc đạp xuống nhân tộc này kỳ thật đáy lòng của bọn họ đã biết sứ mệnh vì tộc quần vì hứa hẹn bọn họ minh bạch mình là một thanh đao đâm vào nhân tộc mà sứ mạng của thanh đao này ngoại trừ chém giết còn có tự bảo vì vậy để phục sinh tộc quần bọn nọ đã làm bố trí xong chuẩn bị tự bạo thân hình và tu vi bấy giờ thượng quang tri dương bùng nổ đối với bọn họ mà nói chính là tín hiệu vì vậy bốn vị thiên vương thôn thiên tộc này sau khi nhìn nhau trong mắt cũng lộ ra quyết đoán không chút lựa chọn trong cơ thể mỗi người tràn ra khí thức hủy diệt một quả thượng quang chi dương tăng thêm bốn vị thiên vương tự bạo dùng cái này để hóa thành đào chính thức. Ngay lập tức, toàn bộ cổ hoàng tinh lâm vào nguy cơ chưa từng có, sinh tử chỉ ở trong khoảnh khắc. Mà nhân tộc bên ngoài cổ hoàng tinh, nội tâm bốc lên ngập trời, một khoảnh khắc tâm thần của tất cả tu sĩ giấy lên gợn sóng vạn trường, trận pháp nhân tộc lập lánh mãnh liệt, ý đồ chấn áp, nhưng vô ích, trừ khi là có lực lượng cường đại hơn, có thể bỏ qua tự quang chi dương, nói cách khác. Bồi lệ long trọng tế tổ tiến hành đến hiện tại đã vẽ lên một dấu chấm tròn mà kết cục như vậy đối với nhân tộc mà nói chính là tận thế chính thức vì vậy có người theo bản năng nhìn về phía phó tử chấp kiếm đại đế thời khắc này tựa như chỉ có một kiếm cuối cùng kia của chấp kiếm đại đế mới có thể hóa giải tất cả mới có thể giải quyết tất cả chỉ là đại đế trầm mặc hứa thành than nhẹ trong lòng cho tới bây giờ chẳng qua là hắn vẫn cảm thấy chuyện hôm nay vẫn tồn tại gợn sóng bởi vì tử thành tái tử còn chưa xuất hiện bởi vì từ đầu đến cuối nhân hoàng vẫn bình tĩnh mà uy thế uy diệt bên trong cổ hoàng tình đã dựng lên kinh thiên nhưng vào lúc này nhân hoàng triển khai ông ta mặt không biểu tình bình tĩnh giơ tay phải lên theo động tác đưa tay này xích sắt vận khí trên người lại đứt gãy không ít mà tay phải nâng lên hơi đè xuống phía dưới một bàn tay khổng lồ thay thế cả bầu trời cổ hoàng tinh bao phủ cả đại địa cổ hoàng tinh xuất hiện ở bên trên trong khoảng thời gian ngắn phong bạo cuốn lên càn khôn biến sắc khi thế mênh mông đáp xuống Chết đậy cả không trung đồng thời lực lượng khủng bố tràn ra cũng vượt qua uẩn thần rung động bát vương sau đó dưới một cây nhấn nhẹ nhàng hư vô vỡ vụn thiên địa chấn động bốn thiên vương thôn thiên tộc đang tự bảo thân thể của bọn họ run lên bần bật một cốt lực lượng để cho bọn họ run sợ đáp xuống trực tiếp bao phủ trên người bốn vị hình thành để ép bất khả tư nghị bọn họ kêu rên đại thủ sinh sinh đưa khí thức bọn họ ở ngoài rìa tự bạo áp về tới trong cơ thể hơn nữa giữa cự lực này bốn thiên vương phun ra máu tươi thân thể run rẩy bị lực lượng vô hình chân nát nằm bẹp xuống đại địa giờ lúc đại địa nổ mạnh thân thể bị chèn ép không thể tranh đấu cho dù là đại thế giới của bọn họ cũng là như vậy dưới lực lượng tuyệt đối tất cả phản kháng đều không có ý nghĩa không chỉ có bọn họ như thế Mà thự quang chi dương đang bộc phát cũng chấn động Tất cả ánh sáng và nhiệt độ tràn ra trực tiếp bị đảo ngược Bị cưỡng ép trở về Cho đến một lần nữa trở thành một quả thự quang chi dương Duy trì có bên ngoài trần ngập vết dạn trên đó Từ lúc trước ổn định biến thành không ổn định Rồi sau đó biến mất Lực xuất hiện đã ở giữa không trung Trong lòng bàn tay của nhân hoàng Đang có một nửa xích sắt buộc chặt Chẳng qua ông ta cũng chỉ là dư tay lên không trung yên tĩnh thiên địa tĩnh mịch vô số ánh mắt một khoảnh khắc này ta bản năng hội tụ đến trên người nhân hoàng trong ánh mắt có hoàng sợ có ngốc trệ có không thể tin cũng có kinh hoàng nhân hoàng là chúa tể duy nhất hiện giờ của nhân tộc chuyện này mọi người tự nhiên sẽ hiểu chỉ là nhân hoàng kế vị hơn ba ngàn năm ông ta chưa bao giờ xuất thủ thế cho nên đối với chiến lược của chú tể mọi người chỉ dừng lại trên miêu tả đơn giản trong cổ tịch suy cho cùng hầu như toàn bộ tù sĩ khi còn sống đều không bái kiến vị chúa tể thứ hai hơn nữa vì thần linh tồn tại mà cảnh giới chúa tể này làm cho người ta bị coi thường cho đến lúc này chúa tể là lực lượng chúa tể uẩn thần ở trước mặt chúa tể không khác gì con sâu cái kiến chúa tể như thế này như vậy thần linh trong phai la âm thanh hít sâu truyền ra từ khắp nơi ánh mắt hứa thanh hiện ra u mang nhìn nhân hoàng đây hẳn là lần đầu tiên trong thế nhân hoàng ra tay Mặc dù xa xa không bằng lý tự hóa Nhưng đích xác là chiến lược chúa tể Hứa thành lầm bầm trong lòng Thời khắc này sắc mặt của nhân hoàng vẫn bình tĩnh trước sau như một Sau khi nắm ở trong tay tự quang chi dương Ánh mắt rơi vào trên người thập nhất hoàng tử Thân tình âm trầm Tiểu thập nhất còn gì nữa không Nhân hoàng lạnh nhạt mở miệng nói hắn có hay không thì ta không biết nhưng ta có một âm thanh âm lãnh ở biên giới thiên đàn sau lưng nhân hoàng bỗng nhiên truyền ra trong chốc đát từng tia ánh mắt đồng loạt rơi vào trên người người mở miệng trong những ánh mắt này phần lớn ẩn chứa ngoài ý muốn bởi vì người nói chuyện không phải thập nhất hoàng tử mà là thập hoàng tử đứng chung một chỗ cùng với bọn người đại hoàng tử trước ngày tế tổ thập hoàng tử đột nhiên được gia nhập vào Lúc trước gã vốn luôn là một bộ dáng biểu lộ hoàng sợ Bộ dáng giống như đối với tất cả mọi chuyện phát sinh ở đây Đều không thể tin Nhưng bây giờ nét mặt của gã lại bình tĩnh chưa từng có Giờ lúc nói chuyện Ánh mắt của gã và nhân hoàng quay đầu nhìn nhau Nhân hoàng không có gì bất ngờ Người đúng là vẫn còn quyết định đánh với bổn hoàng một trận sòng Người vốn có thể có lựa chọn khác Thập hoàng tử trầm mặc Hai nhịp thở sau thì lạnh nhạt nói Đột nhiên người khiến ta gửi thân vị hoàng tử này ra nhập tế tổ Lúc đó chẳng phải vì để cho ta đi ra đánh với người một trận sao Mà ta không có lựa chọn khác Bọn họ cho ta hứa hẹn sẽ khiến ta không còn lựa chọn nữa Nếu như thế, vậy theo ý nguyện của bọn họ đi Đi đầu thăm dò chiến lược của người Thập hoàng tử nói xong, thân thể mơ hồ Thoáng chốc về mặt kia nhằn nhó một cỗ ký tức kinh thiên động địa bộc phát oanh mình ở trên người gã giống như sống lại thiên địa biến sắc gió dục mây vần khí tức này khuynh đảo phong vân khiến cho cổ hoàng tinh chấn động ngoại giới cũng như vậy lúc này dưới ký tức đó quy hư run rẩy quần thần có bị áp lực bởi vì đó là ký tức chúa tể cũng tương xứng với lực lượng của nhân hoàng vừa mới bày ra vừa rồi mà biểu lộ của thập hoàng tử thì mấy nhịp thở sau cũng an bình xuống gương mặt thay đổi thay đổi cả bộ dáng độc nhãn mọc ở mi tâm lan ra màu tím đen giống như đúc bốn thôn thiên tộc cùng xuất hiện lúc trước nhân hoàng thập hoàng tử chậm rãi mở miệng thôn thiên hoàng nhân hoàng bình tĩnh Thế các này hai cỗ khí tức chúa tể va chạm ở trên không trung xe rách hư không chấn động càn khôn mặt thấy hết sức dương cùng bạt kiếm nhưng vào lúc này trong mắt của thập nhất hoàng tử bỗng nhiên lộ ra ù màng đưa tay lấy ra một cái bình nhỏ màu bạc. Phụ hoàng, Trận chiến người vào thôn thiên hoàng, thập nhất thêm một đồ vật cho người, nghĩ đến sẽ càng thêm hoàn mỹ. Sau khi người kế vị, mặc dù chưa từng xuất thủ, nhưng lúc ở trước khi kế vị, đã có rất nhiều trận chiến sinh tử với dị tộc, mà những năm này ta học phí rất nhiều đại giới, trong cây ngàn đắng. Cuối cùng cũng sưu tập được những giọt máu tươi của phụ hoàng ngươi, dùng máu huyết này thành mệnh chớ giữa lúc thập nhất nói ra gã bóp chặt cái bình bạc trong tay bình bạc trên năm xe bảy biến thành rất nhiều mảnh vỡ từng giọt máu tươi trong nó hiền lộ máu huyết vừa ra huyết mạch hoàng gia nhân tộc nồng đậm dựng lên ngập trời sau khi mọi người cảm ứng phần lớn đều biến sắc đích xác là máu huyết của nhân hoàng mà lúc này mảnh vỡ bình bạc bị nghiền nát cũng không rơi la tả mà là vườn quanh bốn phía máu tươi giữa lúc nhanh chóng chuyển động nó huyễn hóa ra một con giòi bọ màu bạc dài hẹp phát ra âm thanh thế lương nhảy vào bên trong máu tươi sau khi điên cuồng cắn nuốt lại biến ảo thành một con ngô công dữ tợn một ngụm cắn nuốt dòi bỏ tiếp theo cái đuôi ngô công nhó một cái đã thành khô lâu âm trầm mở cái miệng cắn nuốt ngô công sau đó khô lâu tàn vỡ bên trong chui ra một tiểu nhân hắc sắc toàn thân tràn ra ký tức thần linh phun ra một mảnh hắc sương mù về phía khô lâu tàn vỡ sương mù bao phủ khô lâu tiếp theo toàn thân tiểu nhân thiều đốt trong mấy chốc khắc vụ kịch liệt co rút lại cuối cùng hóa thành từng giọt máu tươi hắc sắc về mục nát mùi tanh tưởi đặc biệt hiện lên ở bên trên hắc huyết hơn nữa mơ hồ có thể thấy được bên trong bóng tươi lại tồn tại một đạo thân ảnh mơ hồ nhìn bộ dáng thì đúng là nhân hoàng khí thức nguyên rùa nồng đậm hình thành bên trong đây không phải là nguyên rùa đơn giản hai mắt hứa thanh gương tụ nhìn ra đây là một loại thần chớ kinh khủng trên mặt thập nhất hoàng tử nở nụ cười Nhìn qua nhân hoàng Nhẹ giọng mở miệng Phụ hoàng Ta còn hai phần lễ vật muốn đưa người Đây là thứ nhất Nếu như người có thể kiên trì Thì sẽ trồng thêm phần lễ vật cuối cùng của ta Nhưng ta nghĩ Giới thần chớ này Đối mặt với thôn tiên hoàng cùng cảnh giới Sinh cơ của phụ hoàng đại nhân người Có lẽ sẽ không còn nhiều lắm Thập nhất nói xong Tay phải im lặng bấm niệm pháp quyết Điểm một chỉ vào hắc huyết Tức khắc hắc huyết thiểu đốt ngay sau đó thân này nhân hoàng bên trong giọt máu tươi bắt đầu vặn vẹo có âm thanh thề lương thống khổ quanh quần ở bên trong cuối cùng hóa thành một vận mệnh tuyến bay về phía nhân hoàng đang bị xích sắt buộc chặt kia trực tiếp dung nhập vào bên trong cơ thể trong thoáng chốc vận mệnh tuyến rõ ràng lại bay ra từ mi tâm của nhân hoàng giống như không tìm thấy mục tiêu sau đó lại tìm kiếm một phen trên không trung lại lao thẳng đến chỗ sâu trong cổ hoàng tinh nguyên rủa thành công nhưng tất cả tu sĩ trông thấy một màn này nội tâm nhấc lên phong bạo gập trời hứa thành cũng là sững giờ tâm thần nổ văng bởi vì một suy đoán không thể tưởng tượng nổi thậm chí không thể tin vượt qua nhận thức gần như không có khả năng xuất hiện theo bản năng nổi lên trong lòng mọi người hơn nữa biểu lộ của thập nhất hoàng tử chưa để đại biến mặc dù lúc trước biểu lộ của gã đều rất là tận lực nhưng hiện tại lại chân thật vô cùng gã như bị thiên lôi oanh kích thân thể run rẩy theo bản năng rút lui vài bước trong ánh mắt mang theo vẻ không dám tin thậm chí còn có một loại cảm giác khoang đường nội tâm như có phong bạo gầm thét người 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 vẫn cứ đứng ở đó nguyên rùa là tập trung vào vận mệnh nhưng sau nó lại đi phương hướng khác chẳng lẽ người có phương pháp gì có thể thay đổi vận tuyến hay là ngươi không có khả năng cuối cùng gã còn không thể tin cảm giác khoang đường trong lòng mình mà từ đầu đến cuối nhân hoàng cũng vẫn không nhìn thập nhất hoàng tử lúc này nhìn qua thôn thiên hoàng thần tình biến thành nghiêm trọng lạnh nhạt mở miệng tình khí tiểu hoài tử có chút ngốc để cho người chê cười rồi thế nhưng hôm nay trò khôi hài cũng hoàn toàn chính xác nên kết thúc nếu như bọn họ để cho người đến dò xét chiến lược của bổn hoàng như vậy sẽ cho người cùng với bọn họ nhìn một cái là được rồi âm thanh của nhân hoàng bình tĩnh giữa lúc vào phòng xích sắc vận khí cuốn quanh người ông ta đứt gãy từng cái đứt một khối khí tức liền tăng vọt một phần chẳng mấy chốc thiên điện nổ văng do lớn thổi tới một cỗ ủy áp vô cùng kinh khủng kinh thế dựng lên từ trước người ông ta bồn hoàng thành đạo đến này chưa từng ra tay trước mặt thế nhân hôm nay thôn thiên đạo hữu sẽ thấy rõ ta chỉ ra tay một lần một câu nói sau cùng này vừa mới nói ra xích sát cuối cùng trước người nhân hoàng cũng bỗng nhiên đứt gãy một cỗ khí tức mênh mông to lớn hơn rất nhiều so với trước từ trên người ông ta phóng lên trời thời khắc này cổ hoàng tinh chấn động hoàng đô rung chuyển đại vực lắc lư nhân hoàng giơ tay phải lên giống như lúc trước chấn áp tự quang chi dương nhưng lúc này đây bàn tay hiện lên kia không phải là bao phủ cả thiên mạc cổ hoàng tinh mà là đang lơ lửng ở bên ngoài cổ hoàng tinh trong khoảnh khắc không trung của hoàng đô nhân tộc đen kịt một cái đại thủ không nhìn thấy điểm cuối bao phủ cả bầu trời lấy khí thế mênh mông khó có thể hình dung hạ xuống hư vô sụp đổ không trung vỡ vụn thanh tương mảnh đại địa run rẩy dãy núi bị nghiền ép trang cảnh này chính là một tay che trời thần linh thì cũng chỉ như thế mà thôi theo nó hạ xuống một khắc bàn tay này lấy tốc độ bất khả tương nghị áp bạch vô tận hạ xuống thế gian nó rơi vào bên trên cổ hoàng tinh càng chộp cổ hoàng tinh vào trong lòng bàn tay dưới một cái giết toàn bộ cổ hoàng tinh nổ vang tất cả người trong đó đều có một loại cảm giác bầu trời đang rung chuyển thân tình của thôn tiên hoàng dâng lên hoàng sợ gạo hô hấp dồn dập sắc mặt tái nhợt trong mắt mang theo vẻ không thể tin thân thể mãnh liệt rút lui gương mặt xuất hiện hư ảnh mơ hồ như muốn ly khai thân hình càng có dấu hiệu truyền tống dâng lên bên trong không ngờ trước tiên gã muốn bỏ chạy nhưng hiển nhiên đã chậm đại thủ mênh mông cầm cổ hoàng tinh xuyên cô ngôi sao không có thương hại bất cứ kẻ nào duy trì có trước mặt thôn thiên hoàng như thiên địa quét ngang qua chậm tiễn người một đoạn đường âm một tiếng một đạo thân ảnh hư ảo bị sinh sinh đánh giá trong cơ thể của thập nhất hoàng tử hóa thành bộ dáng của thôn thiên hoàng không ngừng tàn vỡ không ngừng hình thành rồi lại không ngừng đảo ngược tuần hoàn như thế cuối cùng sau khi hồn ảnh của thôn thiên hoàng liên tục tàn giã ít nhất ngàn lần mới triệt đề toái diệt hôm nay diệt điểm hồn của ngươi trong vòng nửa tháng nếu không đưa tới vực bảo tộc ngươi trẫm sẽ xé rách hư vô địch thần đáp xuống tộc của ngươi nhân hoàng lạnh nhạt nói thế các này khí phách ngập trời cả nhân tộc lạnh ngất như tờ tất cả người tâm thần đều bị lâm vào trống rỗng chưa từng có nhân hoàng mạnh bọn họ biết nhưng mạnh đến mức có thể chấn áp cả chúa thể khác cũng có chút làm cho người ta phải hoang sợ và lại chấn áp hoàn toàn chính là nghiền ép mà hứa thành lúc này trong lòng cũng là chấn động hắn đã nhìn thấy những chúa tể khác lý tự hóa cũng chính là chúa tể chúa tể cũng chia tấp độ tiền trung hậu cùng với đỉnh phong chiến lược nhất định chia ra khoảng cách cực lớn đại thủ này cho ta cảm giác không kém bao nhiêu lý tự hóa lúc trước nhân hoàng chẳng lẽ là chúa tể đỉnh phong hứa thành lầm bầm trong lòng cảm giác không chân thật dâng lên mãnh liệt trong lòng theo bản năng hắn nhận thức Hiện giờ vọng cổ đại lục thì cảnh giới chúa tể này cần phải có huyết mạch cùng với vận khí mới có một tia cơ hội tấn chức. Nhưng chẳng qua chỉ là sơ kỳ mà thôi. Về phần đỉnh phong, giới từng cường tộc vọng cổ đại lục chú ý thì cơ hội là không tồn tại. Cho nên trong quá trình ba thần nhật nguyệt tình của viêm nguyệt huyền thiên tộc tấn thăng, sau khi xuất hiện một vị hộ đạo giả chúa tể đỉnh phong, đưa tới gợn sóng cực lớn cho các tộc của vọng cổ. Điều tra sau đó vẫn luôn được tiến hành cho dù là cường tộc hay thần linh khắp nơi đều không thể biết được vị chúa tể đỉnh phong có thể che đậy toàn tri toàn năng rốt cuộc là người nào bởi vì trong hệ thống tù sĩ hiện giờ chúa tể đã là thừa thớt nếu là tới được đỉnh phong như vậy thần linh khắp nơi tất cầu cho phép chẳng lẽ hứa thành mãnh liệt nhìn về phía nhân hoàng mà thời khắc này nhân hoàng đứng ở trên không trung dưới từng bước một đi đến cuối cùng đứng ở bên trên thiên đàn cũng chính là lúc trước vị trí ông ta tế tộc. Ông ta quay người, ánh mắt rơi vào chiếc người thập nhất khoang tử, đang thất hồn lạc phách, vẫn giống như lúc ban đầu. Tiểu thập nhất, còn gì nữa không? Hết trường 947 Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.